Cây ngọc giá bạn ơi. Hình ảnh các bạn đang nhìn là những cây ngọc giá. Các cái cây này dùng để trang trí sân vườn hoặc là nhất là trên các cái đồi, hoặc là các bạn có những cái chỗ khu vườn mà có những cái thảm cỏ xanh. Sau đó thì các bạn trồng khoảng 3 hoặc một cái cây như này. Quanh tròn rất là đẹp. Nhà mình có hai kích cỡ nhé bạn nhé. Một cái loại bên tay phải thì nó cao khoảng tầm 40 cm. Loại bên tay trái thì cao khoảng tầm 25 cm. Các bạn có nhu cầu mua cây ngọc giá thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0977973535. Đặc biệt cái hàng cây này ấy, nhà mình có bán trên cả Lazada, Shopee, Tiki và Sen Đỏ, cũng như là trang web của nhà mình. Các bạn mua lẻ thì có thể truy cập vào đường link các bạn có thể tìm thấy ở phần mô tả của video này nhé. Hoặc các bạn có thể tìm kiếm tên shop nhà mình là nhà vườn Hula Trees trên Lazada, Shopee, Tiki và Sen Đỏ ạ. Cây lá cứng cáp xanh quanh năm, và đặc biệt là cái cây này khi trồng nó lớn, nó to lên, nó giống như là kiểu dạng như xòe, giống như cây cọ ấy, rất là đẹp ạ. Số lượng thì rất là nhiều nhá. Các bạn mua hàng thì mình có thể chọn cho các bạn những cái cây rất là đẹp.